Almas, Almas, Rogan, Zoconta. Almas, Zoconta. Almas, Zoconta. Almas, Almas, Zoconta. Zoconta, Zoconta, Lauren. Almadana, Zoconta, Almas. Yuri, Zoconta. Alo. Vừa thông đến với trận đấu thứ hai của xe đấu thứ tư và một bài đấu Yamato dành cho Hoàng Nhi đối đầu với bên kia là Kathanian. Một cặp thi đấu mà Jin cũng gặp trong những xe đấu vừa rồi thì phải. Vâng, đây là màn hình máy Yamato đến từ Hoàng Nhi. Một trận đấu mà dường như một tuần vừa rồi chúng ta là người bị mất một dần. Bảy hiệu đầu tiên của Hoàng Nhi là bảy hiệu 7. Một bảy hiệu 7 nó nằm khá xa. Mất khá nhiều thao tác có thể lùa bên đâu này về và phía trên game tìm thấy cho mình một voi không biết. Và không biết có phải một đôi không, nhưng hiện tại thấy con voi này đang đứng khá im. Vâng, và hiện tại thì đang có 2K8 anh em đang theo dõi kèo đấu này. Và hiện tại tôi thấy khá nhiều anh em mới vào. Vâng, như anh Vũ Mạnh Cường, anh Mạnh Đói, vâng, như là anh Nguyễn Khắc Trường. Và vâng, hiện tại anh em đều chưa có danh hiệu người chia sẻ thì phải. Và vâng, do anh em mong anh em nào anh em vừa mới theo dõi kèo đấu và anh em nào mới sắp xếp công việc và rảnh rỗi theo dõi kèo đấu này, anh em có thể dành 20 giây và có thể like và tiếp tục share cho Hoàng Minh Nhi để có thể đẩy, có thể tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng Minh Nhi có thể bật trong trận thi đấu vòng C đấu này. Vâng, xe đấu thứ 4 và xe đấu thứ 5. Hy vọng đây sẽ là xe đấu của Hoàng Mai Nhi. Vâng, trận này chúng ta thì vâng, hệ đánh giá là quân tuyển hơn. Vâng, ta sẽ là người nắm bắt cơ hội và lợi dụng và cái lợi thế. Vâng, đánh chắc tay. Nhưng mà thời điểm đầu tiên là bài đấu chúng ta là người bị mất một dân. Alo, vâng, đây rồi. Vâng, như vậy xin gửi lời chào đến bạn Trịnh Quốc Hưng. Vâng, như là mình đã vừa gọi tên rồi, rất mong thì để mà anh em có thể tiếp tục like và tiếp tục share cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, xin chào, xin chào bạn Trịnh Quốc Hưng. Vâng, rất mong 2K9 anh em. Vâng, gần 3K em theo dõi cái đầu anh em có thể đẩy. Và chỉ cần 400 anh em nữa thôi là tôi nghĩ là đẩy về cái thế gọi là 2.000 lượt like, như là 2.000 lượt chia sẻ nó quá dễ dàng. Và khi mà hiện tại đang là 3.000 anh em đang theo dõi kèo đấu. Và tôi nghĩ chỉ cần mỗi anh em dành cho khoảng 1 giây để like, như là 20 giây cho một, chỉ cần một, một hai nhóm chia sẻ thôi, không cần quá nhiều. Và như là bạn, vâng, do Mourinho. Vâng, Mourinho cũng đã có danh hiệu cho mình người chia sẻ. Tôi sẽ nhìn cái Facebook mà có cái chữ người chia sẻ và đẹp thật. Và như vậy bạn anh Vũ Ngạn Cường, và xin cảm ơn anh, và anh đã vừa chia sẻ cho Hoàng Nhi cũng đã có danh hiệu người chia sẻ rồi. Và có bạn chia sẻ và người viết phương. Và hiện tại anh Vũ Mạnh Hùng vẫn chưa thấy có danh hiệu người chia sẻ. Và rất mong anh em có thể bằng dành 20 giây và ủng hộ cho tiếp thêm tinh thần cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và những trận thi đấu mà tôi thấy Hoàng Nhi anh đã đánh cực kỳ hay. Và rất công hiến và đang hết mình vì khán giả rồi. Không nghĩ là anh em 20 giây mà không, và anh em lại không chơi được. Alo, vâng, vừa rồi có anh em hỏi là vị luyện viên tên gì. Vâng, mình là Vê Nhã và xin cảm ơn bạn Lê Hòa cũng đã nhận ra giọng của mình. Vâng, xin cảm ơn anh em. Vâng, như là những anh em mình vừa đọc tên rồi cũng vừa có ngay danh hiệu người chia sẻ. Vâng, cảm ơn tình cảm của tất anh em đã dành cho Hoàng Mai Nhi. Và có lẽ để không phụ lòng anh em thì tất chắc chắn trong những thế trận thời tiếp theo, và Hoàng Nhi sẽ là người thi đấu sẽ là bay bổng hơn. Vâng, bạn Cui Âu Lạc cũng đã có danh hiệu người chia sẻ rồi. Almas, Almas, Almas.
Alo, vâng, xin gửi lời chào đến bạn vâng Quân Sophie. Vâng, xin và anh Nguyễn Công Hoan. Và xin chào anh Nguyễn Mạnh Hùng và anh Nguyễn Công Hoan chia sẻ dù chưa được. Thì có lẽ là anh đang chia sẻ hơi ít nhóm. Vâng, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà tầm 4 nhóm anh em chưa có danh hiệu chia sẻ thì chúng ta sẽ dành thêm thời gian để có thể chia sẻ. Vâng, chia sẻ tăng lên. Và cứ tầm làm thêm 10 nhóm đi. Vâng, 5 nhóm chưa có danh hiệu thì chắc chắn 10 nhóm sẽ có người chia sẻ. Vâng, em xin gửi lời chào đến bạn và anh vâng Lê Gia Việt. Vâng, cũng đã gửi lời chào đến bình luận viên. Đây là trận đấu mà Hoàng Nhi là người lên đời sớm hơn. Và anh sẽ cơ cấu cho mình đây là một cái hốc. Vâng, có ruộng và có vàng. Vâng, 25 dân đến từ cả hai game thủ. Và phải nói trận đấu này bài Yamato là không được mắc binh dành cho Hoàng Mai Nhi. Hello, vâng, xin gửi lời chào đến anh vâng Triệu Trọng, cảm ơn lời khen đến từ bạn Gui Đe Âu Lạc. Vâng, có lẽ thời điểm này mình sẽ quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu. Vâng, hiện tại dường như Hoàng Minh đang một tư tưởng như anh đang hăn hai bãi vàng, nhưng mà hiện tại bãi vàng tại chi hốc kia mình không chơi. Trận này không biết nhà ông thầu tại đâu. Vâng, như vậy vẫn là thế trận và đánh 1L và thủ 1 nhà BP dành cho game thủ người cầm màu 2. Rồi phát hiện ra một bãi quả. Và hai game thủ trận thi đấu này đang hai người đang có chung ý tưởng khi mà đều xô dân ra để ăn bãi quả. Hôm nay là 27 đến từ Hoàng Mai Nhi. Trong trận thi đấu này dường như dò là thầu là người không chạy dò và có tên lạc đà thầu mới chạy thì phải. Khi mà nhận thấy đây là bài đấu Yamato của Hoàng Mai Nhi là người lên đời sớm hơn. Vâng, lên đời sớm và thầu vâng thầu đánh dò thủ và có lạc đà thủ P thầu mới là người đấy đi quân. Và vẫn xem thế trận mà game thủ Hoàng Nhi là bài đấu chuyển A. Và trận thi đấu này anh đang thiết kế những chiếc nhà BA rất khéo. Vâng, chơi ngay cái sát mép cái hốc của mình. Và khi mà thời điểm mà tôi nghĩ tụ được khoảng tầm đôi ba chục con cung A và hơn mười mấy con cung A, chúng ta sẽ nhờ đẩy quân. Vâng, nâng cấp cung A như thế mà cha đang là người hơi yếu gỗ. Rồi, vậy đã trong thời gian lên nâng cấp cái cung A hai váy. Vâng, ba nhà BA sóc trong cái hốc này. Và đây là một khoảnh ruộng ấm đến từ Hoàng Mai Nhi. Bên kia game thủ Tiểu Màn Thầu dường như chưa có tình huống đẩy T thì phải, và chưa có tình huống công P lên thì phải. Vâng, các bạn đã công P. Một tấn vẩy E đến từ Hoàng Mai Nhi không hơi không kịp trong tình huống vừa rồi. Vâng, bị sóc thêm những người cùng ngang. Vâng, tình huống vừa rồi phù là vâng game thủ Tiểu Màn Thầu lấy lại được một em. Vâng, có lẽ cùng ngang của mình nên giật ở bên trong. Vâng, nên giật sâu ở bên trong. Nhưng mà thời điểm này tôi nghĩ thầu sẽ là người dòng P lên. Vâng, lạc đà thì chắc chắn không có cửa chơi vào cái hốc này, nhưng đội bạn sẽ là có tình huống có P lên. Tham lai là 33 đến từ Hoàng Mai Nhi. Vâng, may sao trận đấu này anh giống được anh giấu được một tuần dần xuống cái vâng xuống hướng 6 giờ ăn thêm bãi vàng, nhà kết hợp thêm ăn thêm được bảy hương. Thời đấu là thật sự là một cái thế bài mà nếu như mà và không có tình huống hack map thì có thánh không biết cái tơn dần này. Vâng, như vậy tôi vừa nói xong. Vâng, nhưng mà may sao thì Tiểu Màn Thầu cũng là người không giật dần về có thể ăn lại bãi quả. Ở một bãi quả mà Thầu không ăn thì khả năng cao Thầu sẽ là người và sẽ trở về cơ cấu ruộng nhằm tìm thêm đồ.
Và hiện tại thì khi thế bài game thủ Hoàng Nhi đã dò rất kỹ trong quanh giữa bản đồ. Vâng, dò khắp bản đồ không có thể không có phát hiện ra tân dân của game thủ người cầm màu 2. Nhưng hiện tại tôi thấy điểm số của Thầu vẫn là một điểm số khá cao và dường như Tiểu Bàn Thầu là người nâng được công nghệ thì phải. Vâng, có cái bánh xe và công nghệ cho những NP hay sao? Timeline của game thủ Hoàng Nhi là 51. Vâng, thời điểm này timeline đã 5. Vâng, chuẩn bị 6 xích rồi, ta sẽ chuẩn bị bung những chiếc nhà bè và bo bế. Vâng, nếu như trận đấu này ta có bo bế rộng thì có thể thiết kế những chiếc nhà bè răng qua cái cánh rừng dừa này. Vâng, răng qua và thời điểm sau ta sẽ kết cơ cấu cả những chiếc nhà bè răng qua cái sát mép. Timeline 55 và Hoàng Nhi trận này anh quyết định đẩy tuần quân này. Vâng, có lẽ đẩy tuần quân thì anh cũng phải bo bế những chiếc nhà bè tại chiếc nhà bè mình. Cẩn thận game thủ Tiểu Bàn Thầu sẽ có tình huống đổi nhà. Vâng, nhà mình đang khá nhiều khoảng trống. Vâng, tôi nghĩ với bài đấu ca tha đánh châu lạc đà nhà này dường như không phải soạn. Vâng, không biết trận này Thầu có phải bài đấu sóc dân không. Không biết Thầu sóc được bao dân, tôi không thấy quá nhiều quân đời 3 của game thủ màu 2. Vâng, 39 dân là dân của game thủ màu 2 trong tình huống vừa rồi. Vâng, 39 dân và không có quá nhiều quân dành cho Thầu. Lạc đà. Vâng, tất cả thì công an của mình đã công an giáp 4 rồi. Vâng, tầm đấu này mà. Vâng, bên kia cũng là chuyển cho mình chém 4. Vâng, tầm là chém khá đau. Một tình huống đổi quân giữa cả hai game thủ. Alo, vâng, về câu hỏi của bạn Lão Cấn Thiên Thai. Vâng, Venus và Hoàng Nhi cũng bây giờ thuộc biên chế của Clan Oi Hà Nam. Vâng, Hoàng Nhi thì chuyển sang Hà Nam thi đấu, màu áo cho Hà Nam thì lâu rồi và Venus thì cũng mới. Vâng, cũng trong tháng này. Đó là thi đấu mà sẽ kết hợp những tình huống vậy đến từ Hoàng Nhi. Đây là cùng là giáp 4 đến từ Yamato. Vâng, vậy Eton thi đấu này thì rất khó để cho Tiểu Bàn Thầu có thể áp sát. Vâng, tiếp tục là đổi quần giữa cả hai game thủ. Vâng, tên này soi máu thật khéo và tình huống hit and run. Và anh để ý sóc A nha. Và anh vẫn phải để ý sóc A thì thời điểm này như là 6 nhà BA dành cho game thủ Nha rồi. Tên này chúng ta đang là người có lợi khi ăn được toàn bộ chém tại cánh bên này. Vâng, bấy nhiêu con Nga vẫn đủ chơi với 3 con chém. Vâng, thoải mái chơi. Vâng, hai những liên tục là hai tình huống đấu quân thì Tiểu Bàn Thầu là người, vâng, chắc chắn bên họ là người khó sóc chém hơn. Vào tình huống mà cả hai bên là người đổi quân. Vâng, vẫn đang khá đông chém đến từ game thủ mùa 2 và cẩn thận. Nhưng như Thầu đang có những tình huống tách chém. Vâng, anh để cái khoanh cũ là cánh rừng dừa. Vâng, đây là khoanh ruộng. Anh định tăng A, sóc A nha. Vâng, đấy sóc đường tuần A, không biết anh nên đào vàng chứ nhỉ. Vâng, hiện tại tôi thấy lượng vàng của anh đang hơi đuối và không biết anh đã nâng cấp cho mình cái đào vàng cho nông dân chưa. Vâng, xin gửi lời chào đến bạn Phạm Trọng nha, bạn Hòa Bình. Vâng, bây giờ có anh em hỏi là bình luận viên tên gì. Vâng, mình là Vê Nhã. Vâng, dường như những em mới vào thì em mới nghe, vâng, mới nghe bình luận cho nên vâng, nhiều anh em vẫn chưa nhận ra. Hôm nay là 57 đến từ Hoàng Anh Nhi. Vâng, hiện tại lượng vàng của anh đang hơi đuối dường như. Không biết anh nâng đầu vàng cho em thấy lượng vàng anh chậm đấy nhỉ. Vâng, chưa. Anh để ý bãi vàng dưới 6 giờ nhá. Vâng, bãi vàng dưới 6 giờ đang có trong nhấp nháy, dường như đội bạn đang thả một con chém đang chém mình thì phải. Hôm nay là 64 đến từ bài đấu của Hoàng Mai Nhi. Rồi, trận đấu này hiện tại ta nhìn xem, vâng, xung quanh nhà không biết còn bãi vàng nào không. Như vậy Tiểu Bàn Thầu đang là người chủ động đi ăn vàng trên hướng 12 giờ gần nhà Hoàng Nhi là một bãi vàng. Và tình huống Ken đến từ game thủ người cầm Yamato tôi thấy không Ken được e. Rồi, con xe giò cũng đã có bóng dáng của màu 2.
Vâng, cẩn thận, đây là cái khe đẹp. Và anh chủ động dí E đi. Chắc chắn đôi bạn sẽ kéo cái tân chém ở giữa bản đồ vào. Đúng thế, từ những vị cùng ngà của người cầm Yamato dường như tôi vừa thấy. Và không biết đôi bạn đổi nhà không nhờ, anh bo bế lại đi anh. Và tôi thấy dường như chém đôi bạn quyết định bỏ tờ này. Còn chém của game thủ Tiểu Màn Thầu dường như không đi công vào cái tân cung ngà giữa bản đồ. Như vậy là Tiểu Màn Thầu đổi nhà. Đúng như tôi dự đoán, đây trận đấu mà Tiểu Màn Thầu đang có tình huống đổi nhà bên phía sóc quân. Lọt vào trong dự chính. Có tình huống này nếu như cung ngà của mình tụ vào bên trong thì vẫn là tươi. Còn có lẽ cung ngà của mình anh nên đứng vào trong ruộng chính. Đấy, ruộng chính các bạn đang đi vào nhá. Vâng, ruộng chính ta đang bị đi. Vâng, hai E là sẽ kín. Một trận đấu mà Thầu đang chủ động ôm vàng và đánh sóc chém khá khỏe. Timeline Hoàng Minh là 67 nhưng hiện tại lương thực của mình đã không còn quá nhiều. Vâng, vẽ thêm cái ruộng và bò bế nó cẩn thận hơn. Vâng, dân tại trước nhà Ben là quay về làm ruộng. Một tuần lọt vào, tôi hy vọng Thầu đang không để ý. Hy vọng Thầu sẽ không để ý trong tuần này. Chém 4 cảm giác thì mình hơi khó xây. Đang để ý tuần của Nga tại nhà mình. Tuần này có thể chơi được không? Rất đồng chém gần như nguyên thủ mẫu 2. Tuần đoạn nhà đến từ Yamato. Chờ đợi xem cái tấn công tại nhà của game thủ Thầu đang chơi được nhiều không. Còn dường như vào đây thì dường như Thầu không cửa chạy đâu. Còn có dàn hai tay hai đạo có thể vây bắt cái tấn dân này không? Đẩy như thế trận là hai bên, còn hai bên là người chạy nhà. Còn dân màu hai thì nghĩ chạy vào đây dường như là không có cửa chạy. Vâng, hiện tại thì điểm số game thủ Tiểu Màn Thầu vẫn cứ cao thế nhỉ. Đó, không biết trong 9 giờ thì dân có dân Thầu không. Tap a deck.